Vâng, đừng bỏ qua video này vì ngày hôm nay video này sẽ là một video cực kỳ đặc biệt, giới thiệu và chia sẻ với các anh nhà mình một tác phẩm rất là giá trị, phải gọi là một siêu phẩm luôn. Vâng, và trước mắt các anh nhà mình đang là một tác phẩm đang được điêu khắc, đang được vỡ nhá. Nguyên cái thời gian vỡ thôi thì cũng đã rất là lâu rồi. Vỡ rất là đẹp, nét rất là đẹp. Và các bác nhà mình đã nhận ra chất liệu gỗ gì chưa? Vương mộc tử đàn, các bác nhà mình nhá, vương mộc tử đàn. Đấy, và sẽ có một vài chia sẻ các bác nhà mình tại sao số này nó màu đen, số này nó lại màu tím như thế này. Đấy, vâng. Và đứng cạnh đây thì khi mà quá trình làm như này thôi thì em đã thấy một cái mùi rất là thơm rồi. Rất là thơm luôn các bác nhà mình nhá. Đấy, cái mùi khi mà mình làm ra này, mình phá nét ra như này thì cái mùi gỗ, cái tinh dầu từ cái gỗ nó sẽ tỏa ra rất là thơm. Vâng ạ, và tác phẩm phôi gỗ thôi đã tính là hàng tạ rồi. Từ từ nhá, em các bác chờ một chút nhá. Thôi đây, em dừng lại một chút rồi anh. Để anh quay giới thiệu các bác nhà mình. Em đẩy cái ghế với các bạn này ra hộ anh nhá. Đấy, một chút thôi, chờ các bác chờ một chút nhá, để em di chuyển cái phần này các bác nhìn thấy hết. Vâng, nhìn thấy này thôi chúng ta cũng thấy đây là một tác phẩm ngày Di Lạc. Đấy, và bác cành đào phía trên thì đang vỡ cành đào một thời gian rất là dài để vỡ cái chi tiết nhỏ dưới sơn. Kéo anh cái bàn này dịch ra một chút, kéo anh cái bàn này dịch ra. Đấy, tất cả đường nét và đứng cạnh đây cái bùn là làm ra rất là thơm. Và tác phẩm này thì để xem một khoảng cao khoảng bao nhiêu, là 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này. 6 găng tay là 1m2 cộng rồi khoảng 10 năm nữa là khoảng 1m35 các bác nhà mình nhá. Cao khoảng 1m35 và đây là phần phía trên này. Đấy, rất là thơm luôn. Phía trên cành đào này với một tác phẩm mà phôi gỗ đã giá trị lên tới hàng trăm triệu thì sẽ là một tác phẩm làm kỹ hết cỡ. Các bác nhìn thấy thôi, được vỡ thôi, nhìn thấy như cành phần này, cành đào này, phần hoa nữa là thấy khác biệt rồi. Và chia sẻ thêm các bác nhà mình tại sao ở đây những phần này thì nó lại có màu đen như này, phía trên thì màu lại như này. Thì do cái quá trình mà em vỡ tác phẩm này, ở bên em vỡ thì rất là lâu, làm rất là nét tươi như này thì cái thời gian làm ấy nó lâu và thời tiết ở miền Bắc đang chuyển sang mùa đông rất là hanh. Thì bên em phải quét lên một cái lớp lót để chống nứt và làm tới đoạn nào mình sẽ quét lót tới đoạn đấy. Thì ngày hôm nay làm xong phần này rồi, đấy, quét lót đây chống nứt và mình sẽ làm tiếp phần bên trên, nên là có hai cái màu khác nhau. Đó là một chia sẻ rất là nhỏ thôi nhưng có thể nhiều bác sẽ không biết. Vâng, và bây giờ mời các bác chiêm ngưỡng kỹ hơn cái phần ở phía dưới này nhá. Đấy, những chi tiết ở dưới đây. Đấy, các bác nhìn ở đây chi tiết dưới. Lấy hộ anh cái khò mấy, em khò anh phần dưới này mấy. Đấy, và các bác chờ một chút nhá. Đấy. Đấy, các bác nhìn thấy làm kia. Đấy, xin hộ anh phần dưới nhá. Đấy. Đấy, thịt da như này các bác nhà mình, anh em nhà mình nhìn mới thấy được hết cái độ tươi của tác phẩm. Đấy, tươi chưa? Tươi chưa? Tươi chưa? Tươi chưa ạ? Quá tươi luôn. Đấy, mời các bác chiêm ngưỡng từ phần phía dưới này lên nhá. Hôm trước có một video cách đây khá là lâu rồi em quay quá trình vỡ nuôi, mới hơi vỡ một chút thôi, vỡ một chút thôi. Đây các bác nhìn thấy này. Nấm này. Đấy, tục vỡ một thôi đã như thế này rồi. Còn lên nữa thì lên tê phê luôn. Đấy, phần đây là nấm nhá, đây là củ nhân sâm này. Các bạn nhìn thấy này, tươi chưa? Vỡ moi móc này, tách hẳn ra, tò tay vào như thế này. Đây là hoa nhân sâm này. Đấy, ở phía dưới đây có một tiểu đồng này, hoa đồng tiền này, tiềm thư này. Đấy, và bên này nữa chúng ta nhìn thấy này, như đường nét nữa và lên trên đây. Mời các bác ngắm phần lên trên đây là đây này. Cái bàn chân này thôi, vỡ thôi đã rất là đẹp rồi. Như đường nét mềm mại, rất là uyển chuyển. Và bên cạnh chúng ta nhìn thấy là một chú lân. Một chú lân nữa. Đấy, và đây, tất cả lên đây. Đấy, xoay quanh sang bên này nữa. Một cái sâu tiền vàng này, rất là tươi hẳn ra này. Tươi hẳn ra. Và lên trên này nữa, cành đào thì khỏi phải bàn rồi. Đang làm phía trên này các bạn nhìn thấy. Và tác phẩm này thì chắc chắn một khu gỗ mà to mà VIP như thế này, giá trị như này sẽ là một cái tác phẩm đục tứ diện. Thì sau khi tác phẩm này hoàn thiện xong, em sẽ làm một cái tủ rất là đẹp cho tác phẩm này. Để các bác nào mà có hữu duyên sở hữu tác phẩm nữa thì sẽ có một cái tác phẩm để trưng bày, có sẵn luôn tủ rồi. Vâng, và vừa rồi là em chia sẻ hơi dài dòng về một cái tác phẩm rất là tâm huyết. Một tác phẩm mà sẽ hoàn thiện vào cái dịp cuối năm này. Đấy, và vỡ xong đây còn cả mặt phía sau phía trên nữa, còn gọt nữa sẽ rất là lâu nữa và sẽ cố gắng hoàn thiện trong tháng 11 âm lịch.
để các bác nhà mình có thể, không trong tháng 10 âm lịch nha các bác nhá, để các bác nhà mình có thể được chiêm ngưỡng, và nếu mà có cơ duyên hữu duyên các bác có thể thỉnh tác phẩm về trước Tết Nguyên Đán. Và một lần nữa xin cảm ơn chân thành tới các bác nhà mình đã theo dõi và ủng hộ Nguyễn Hồng trong suốt thời gian vừa qua, và đặc biệt đó là trong video này. Các bác đừng quên đó là thả tim, thả like cho Nguyễn Hồng nhá. Và xin chào toàn thể các bác nhà mình ạ.